chăm sóc điều hòa trên xe ô tô, bí quyết đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi, nơi cung cấp những kiến thức bổ ích và những mẹo hay về chăm sóc xe hơi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một bộ phận vô cùng quan trọng. Đó chính là hệ thống điều hòa trên xe ô tô. Điều hòa không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ thoải mái trong những ngày hè nóng bức mà còn giúp duy trì sự thoải mái cho hành khách trong suốt chuyến đi. Tuy nhiên, để điều hòa hoạt động hiệu quả và bền bỉ, chúng ta cần chăm sóc và bảo dưỡng định kỳ. Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ. 1. Vệ sinh lọc gió điều hòa. Trước hết, chúng ta cần nói đến việc vệ sinh lọc gió điều hòa. Lọc gió có nhiệm vụ lọc bụi bẩn và các tạp chất trong không khí trước khi chúng đi vào cabin xe. Sau một thời gian sử dụng lọc gió sẽ bị bẩn và tắc nghẽn, làm giảm hiệu quả làm mát của điều hòa. Các bạn hãy nhớ vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc gió định kỳ, khoảng mỗi 10.000 đến 15.000 km. Việc này không chỉ giúp điều hòa hoạt động tốt hơn mà còn bảo vệ sức khỏe của bạn và hành khách. 2. Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống ống dẫn. Hệ thống ống dẫn điều hòa nếu bị rò rỉ hoặc hư hỏng sẽ làm mất chất làm lạnh, dẫn đến hiệu quả làm mát kém. Do đó, kiểm tra các ống dẫn để phát hiện sớm các vấn đề rò rỉ hoặc hư hỏng là rất quan trọng. Nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu nào của rò rỉ, hãy khắc phục ngay lập tức. Việc này không chỉ giúp hệ thống điều hòa hoạt động hiệu quả mà còn tránh được những chi phí sửa chữa lớn hơn sau này. 3. Kiểm tra và bổ sung môi chất lạnh. Môi chất lạnh là thành phần quan trọng giúp điều hòa làm mát không khí. Qua thời gian, lượng chất lạnh trong hệ thống có thể bị hao hụt việc kiểm tra và bổ sung chất làm mát cần thiết sẽ giúp duy trì hiệu quả làm mát của điều hòa. Bạn có thể tự kiểm tra hoặc nhờ các kỹ thuật viên tại các trung tâm dịch vụ uy tín để đảm bảo rằng hệ thống điều hòa của bạn luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất. 4. Vệ sinh giàn nóng và dàn lạnh Giàn nóng và dàn lạnh là hai bộ phận chính trong hệ thống điều hòa. Giàn nóng có nhiệm vụ giải phóng nhiệt ra môi trường còn dàn lạnh giúp làm mát không khí trước khi đưa vào cabin. Nếu hai bộ phận này bị bám bụi bẩn, hiệu quả làm mát sẽ giảm đi đáng kể. Việc vệ sinh dàn nóng và dàn lạnh định kỳ là rất quan trọng để duy trì hiệu suất của hệ thống điều hòa. Các bạn có thể sử dụng các dung dịch vệ sinh chuyên dụng hoặc mang xe đến các trung tâm bảo dưỡng để được kiểm tra và vệ sinh. 5. Kiểm tra hệ thống điện. Hệ thống điều hòa trên xe ô tô phụ thuộc vào hệ thống điện để hoạt động. Vì vậy, việc kiểm tra các dây dẫn, cầu trì và các kết nối điện định kỳ là rất quan trọng. Nếu phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì, các bạn cần phải giải quyết ngay để tránh gây hư hỏng cho hệ thống điều hòa. Điều này không chỉ giúp hệ thống hoạt động trơn tru mà còn đảm bảo an toàn cho bạn và hành khách trên xe. 6. Sử dụng điều hòa đúng cách Sử dụng điều hòa đúng cách cũng góp phần kéo dài tuổi thọ của hệ thống khi xe mới khởi động, bạn nên hạ kính cửa sổ xuống để thoát nhiệt nhanh, sau đó mới bật điều hòa. Tránh bật tắt điều hòa liên tục và không nên để nhiệt độ quá thấp, vì điều này có thể làm giảm tuổi thọ của hệ thống và tiêu thụ nhiều nhiên liệu. Các bạn hãy nhớ rằng, sử dụng điều hòa một cách hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn bảo vệ hệ thống điều hòa của bạn. 7. Bảo dưỡng định kỳ. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, việc bảo dưỡng định kỳ tại các trung tâm dịch vụ uy tín là rất cần thiết. Tại đây, các kỹ sư chuyên nghiệp sẽ kiểm tra và bảo dưỡng toàn diện hệ thống điều hòa, giúp phát hiện và giải quyết sớm các vấn đề tiềm ẩn. Điều này không chỉ giúp hệ thống điều hòa của bạn luôn hoạt động hiệu quả mà còn kéo dài tuổi thọ của xe. Kết luận, chăm sóc điều hòa trên xe ô tô không chỉ giúp duy trì hiệu suất làm mát mà còn kéo dài tuổi thọ của hệ thống tiết kiệm chi phí sửa chữa và đảm bảo sự thoải mái cho người sử dụng. Với những bước chăm sóc và bảo dưỡng đơn giản nhưng hiệu quả như trên, bạn sẽ luôn yên tâm mỗi khi sử dụng điều hòa trên xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ bỏ lỡ những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.